Chào mừng trở lại với kênh KNA Channel. Và hôm nay Kỳ sẽ đưa mọi người tới một địa điểm cực kỳ thú vị ở Phú Quốc, đó là Dinh Cậu. Dinh Cậu. Và sau khi Kỳ review xong cái Dinh Cậu này, Kỳ sẽ đưa mọi người tới chợ đêm Dinh Cậu, là chợ đêm Phú Quốc. Một địa điểm mà chắc hẳn không ai muốn bỏ qua, bỏ lỡ trên cái hành trình của mình khi mà đến thăm hòn đảo xinh đẹp mình. Và đằng sau Kỳ là hai đồng đội của Kiên ngày hôm nay, và Kiên anh Linh, Linh Zuto và Khang. Và bây giờ Kiên sẽ đi bộ vô trong đó, và cùng đường đi vô thì nó chỉ có khoảng 100m thôi, và nơi đậu xe rất là rộng, bạn có thể tha hồ đậu xe. Ở trong thì có mấy cái hàng dạng food street đó, mấy hàng đồ ăn vỉa hè á. Thì hôm nay thì giờ này ở Phú Quốc không có nắng nhiều, giờ này toàn là mưa không à, nên là hôm nay thì giờ thì nó cũng nắng nắng nhưng mà nó vẫn còn nhiều mây, nên là không, hy vọng là lát nữa nó quăng mây có thể thấy được hoàng hôn. Chắc là không. Ở đây rất là nhiều đồ ăn đường phố này, bạn có thể mấy lần xúc xích, mấy đồ ăn nhẹ cho tuổi teen, cho thanh niên đó. Con cô này ở nơi đậu xe này. Ở phía bên kia là đường lên Dinh Cậu. Và Dinh Cậu mới đợt này mới được trùng tu lại nên là nó sẽ có thêm cái đường này đi lên này. Sẽ có cái đường này mới. Mình thấy là mới được trùng tu gần đây thôi. Và biển ở đây cũng không có quá dơ mà cũng không có quá sạch, nói chung là các bạn có thể thấy mọi người tắm rất là đông. Có không tắm với anh? Có không buộc mấy cái nơi đây là người dân địa phương đó, ở mấy cái khách sạn gần đây là người dân địa phương. Phía bên trên mấy người đang tắm là xe resort ấy. Nó có mua bán rồi, có cạn đó được. Ok, thì Dinh Cậu nó là ở trên một cái mỏm đá, và ở giữa Bắc đảo và Nam đảo, là ở trung tâm thị trấn. Và đứng từ trên Dinh Cậu thì bạn có thể thấy được rất là rõ về mấy đàn xung quanh biển ở gần đây, tại vì nó ở trên mỏm đá rất là cao. Và bạn có thể thấy rất là nhiều người tới đây để cầu xin cho gia đình được bình an khỏe đó. Mấy cả những người đi biển thì người ta hay tới đây để khấn, để xin cho những chuyến đi an lành đó, chuyến đi biển an lành đó. Đường này cũng có thể ra, cái này là đường, cái này thì đi ra chỗ cái sân, gọi là sân thượng á, sân thượng để bạn nhìn về phía cầu cảng, đó là International Station, cầu cảng quốc tế. Gia trạng hải đăng đó, con đường người ta gọi là con đường tơ lộ, rất là đẹp. Khang Hy và đây là Linh Zuto. Ok, review Dinh Cậu, một cái mặt biển của Dinh Cậu. Ở biển Dinh Cậu, trời sao nữa. Rồi chúc bạn xem vui vẻ. Ok, thank you Khang. Cảm ơn.
Giờ kia sẽ đi dọc ra theo con đường mà đắp lấn biển. Tại vì giờ đây mình thấy có mấy người câu cá, mấy người đi dọc theo lý tản bộ ngắm sóng rất là nhiều. Để đi ra. Cái này là dưới gầm trên cầu này. Đẹp đúng không? Chắc là mát, gió thổi rất là đã. Nó giống như kiểu khá là náo nhiệt, giống như kiểu phố đi bộ vậy. Có lẽ có thể gọi là phố đi bộ dân cộng. Chào các bạn, mình là Khang, mình xin chào lớn lên nơi này. Các bạn thấy không? Nè, quay cho mình coi. Các bạn thấy không? Mưa nước biển nha, nó văng lên nha. Thứ điểm tới đây mà mình ngập ngang đây luôn nè. Dinh cậu là thất khủng luôn. Nó chợ này nó còn tồn tới bây giờ này, đông. Chợ đêm là hành trình tiếp theo của chúng ta phải không mọi người? Ok, let's go!